Chào nhé, chào cả gia đình mình nhé. Hôm nay mình cũng có tiếng đi rừng tiếp theo, thì thằng em mình chắc nó cũng làm đẹp, nghỉ cũng thời gian cũng rất là lâu á. Hôm nay mình cũng tiếp tục đi vào rừng, vào rừng tìm bông sai, cái bông trang này đẹp chà là. Tình cờ gặp được một cái trái dứa, trái dứa dưới biển này. Mọi người đó, thơm, chín hay sao thơm, đẹp. Cái này làm thuốc á, cái này là làm thuốc. Đâu cái ta đang có tổ ong, tổ ong này, tổ ong bự nó cắn một cái thôi nhớ đời luôn đó. Bay ra ong vò vẽ, đang bù cây vứa xanh mà nó bay ra ăn cho trái rất là sai. Còn kia cũng có một cây dưới đang chín nữa kìa. Rồi hôm nay mình cũng tiếp tục hành trình là đi tìm bông sai. Đâu mày á, sau một thời gian đi quất quả, hiện tại đang gặp thấy được một em ở trong cái bực này, không biết đẹp hay không. Bây giờ mình khui ra thử nha. Mình xin dọn, mình xin tắt máy quay để mình dọn cái này, rồi mình sẽ quay chi tiết rõ cho anh em xem. À, cho anh em xem nha. Đấy, sau một thời gian khui ra này, em này này, củ của nó cũng đẹp lắm, tàn tự nhiên. Đó, khui bụi này ra được một em đây, cái nữa, đây anh được em này nữa, mày quá, củ cũng đẹp. Đó, trên này nó, trên này không biết như thế nào, tí mình sẽ khui từng cây một ra cho gia đình lớn mình xem nha. Đó, đại gia đình mình coi thử cái cây tự nhiên nó như thế nào. Một cây lớn thì không có còn đâu. Mình chỉ lấy cây nhỏ thôi, cây nhỏ thì mà cây nào đẹp thì mình mới lấy đó. 1, 2, 3 mày quá, 3 cây rồi. Bây giờ mình xin đỡ máy quay ra, mình sẽ khui ra cho mọi người mình xem nha. Xin phép mình đỡ cái máy quay đây. Rồi trước tiên mình lấy cây quai này trước này. Đây đúng quá, đất mùa này, mùa hè này nó nắng quá, coi nó đang cho hoa. Hôm nay mình đi cái rừng khác, mỗi hôm là mình sẽ đi mỗi núi để có những cái phong cảnh khác nhau, nó không có trùng với cái video trước mình đi á. Đá sỏi không à, biết cái máy nó có backup tốt thì mình đào xuống đá không, mà đá rất là nhiều. Hy vọng lấy được cái bầu cái này cho nó đẹp. Cái dòng cây này tặng tự nhiên này, mình lấy giờ không phải là cây nào nó cũng sống hết đâu nha, đa số chết là nhiều. Đấy, một em thấy sướng chưa, nhỏ thôi. Đó, dọn sơ bớt mấy tàn này. Này là dòng đỡ bàn thôi, lấy được cái cây bông sai nhỏ đâu phải đơn giản. Cây trà là đẹp không, đâm thôi chứ tay chân không còn cái gì luôn. Khó lắm, anh em không đam mê cây thì không có thể nào mà đi được đâu. Quất quả mà lại vui á. Rồi, ủa thấy không? Củ của nó này, không biết cái gia đình mình thấy rõ không? Đấy, cái củ này. Đấy, đẹp chưa? Mới vừa để lên đấy. Mình thích là tự nhiên, lấy sao về để chơi dậy luôn. Thiên nhiên ban tặng sao, mình chỉ sửa sơ qua một chút xíu thôi. Đó, một em rất là hay đấy. Rồi tiếp tục mình khai phá tiếp em kia. Đấy, cây này đấy, tiếp tục một bụi này tới 3 cây luôn mà không biết như cây này như thế nào. Nói xùi ơi,
hình quả vậy thôi. Tiếp tục khui em này nữa nhé. Đá cũng là đá không. Ôi trời ơi, cây này chứ không sống nổi rồi. Ôi trời ơi, nó có hai cây rơi chuột không á. Ôi, uổng thế. Nằm trong đá. Hy vọng chạy thử cái cục đá này ra để nó coi nó nghiêng quẹt hay coi. Đá này cứng quá, to quá. Ôi trời ơi. Cái này khó lấy quá, mình phải banh cái này để lấy lên. Tình cờ banh ra được cái sao này, sao nhỏ xíu thôi, mình không lấy ông thân phải đường gây đạp nó gãy mất cái cành này, uổng thiệt. Bây giờ thì thấy đẹp, đã nhỏ thôi. Cái này mình đi bỏ túi đỡ bàn thì xinh lắm á, thấy không? Thấy rõ không? Anh em thấy rõ không? Biết thấy rõ không? Nhưng mà giờ sửa sơ sơ lại là đẹp lắm. Nhưng mình cũng ghép lấy luôn, chắc lấy xong cái bụi này 3-4 em này một chỗ này là mình đi về luôn là được rồi, kịp thời gian. Đấy. Nó nhỏ mà khó lấy nha, nó nằm to ở trong đá không thôi. Đây, bây giờ nãy giờ mình lá được cái cây sa mày lên. Đoạn bụi này, banh bụi này ra thiệt nhiều cây. 4-5 em luôn. Sa nhỏ. Tự nhiên lá như hạt. Như hạt thóc. Xí xì. Giờ mình sẽ sửa sơ lại làm bông sa đỡ vàng dơi nha. Hoặc bụi cũng được. Rồi, nhặt xíu thôi. Hai em rồi. Em bụi này được hai em vẫn còn nữa. Cũng hơi mấy, con này cũng được mấy mấy. Con này chắc chá nén. Đây, còn em này nữa đây. Mua em này ra thử ra sao. Ui, đá. Không, nó rửa đâm vào trong đá luôn. Đâm vào trong này luôn á. Đó. Rất là khó khăn. Rồi. Chắc là lên được em nói rồi đấy. Ồ, cái cây này nó đâm trong đá ác thiệt, không có cái rửa gì luôn. Ui trời ơi, những cây cỏ gì vậy ta? Cỏ này thôi đụng nó cắt, đụng cắt thôi, cắt tay cắt chân luôn. Rồi, xì xì. Quay cho anh em xem xí xí thôi. Hai chân này, cây này chắc khả năng sống không có rồi, phải cỡ đào rồi, không thể nào bỏ được đâu, phải về nuôi nó. Trường hợp nó có chết thì mình chấp nhận thôi. Vẫn còn lấy cái tàn nhỏ này luôn. Khui tiếp bụi này nó là mình xin phép dừng video tại đây, để mình xuống núi á. Tại hôm nay mình đi có
một mình à, ghiền quá. Ghiền quá, thứ lại đi. Đấy, rửa nó đấy. Nằm toàn bụi trà lại với mấy chỗ đá này không à. Mà đi ra cái chỗ này lấy được thì không phải đơn giản đâu. Một mình đi cũng lâu lắm. Đi mà không phải đi một mình, có nghĩa là một mình lấy ở khu vực này, chứ còn anh em thì họ chia đều ra các chỗ, họ đi mỗi người mọi nơi. Để mà tìm bonsai đi một chỗ thì không có, cho nên ít khi mà đi một chỗ lắm. Đấy. Cái bụi trà lạ khó đào dã man quá. Nghe đào cứng cái bụi trà lạ là cứng như gì, là nó cứng ghê quá. Đang bị đá. Cái này đào không được, còn bị đá lên đó. Đang bị đá. Đấy, một đá gì cứng thế. Thấy một cây này quắc quá. Khó khăn quá, biết không sao luôn. Đấy, bây giờ mới lên này. Mấy sớm giờ đó. Khó khăn. Ôi giời. Nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ được cái tàn tự nhiên rất lượng đẹp. Đó. Ồ, nhỏ nhỏ thôi, thằng tự nhiên. Mình được một em đây này. Hãy đi một em. Hai em. Nhỏ nhỏ thôi cái này mình. Giờ chỉ sửa sơ sơ là đỡ bàn chơi thôi à. Đó. Kèm thêm em xăm rí nữa. Xăm này. Đó, nhỏ xí thôi. Được cây sâm, cái dòng sâm này nó nằm ở trên vùng đất khô cằn, lá nó nhỏ, không biết là bông hay trái luôn. Nó nhỏ, còn em này nữa. Đó. Chuyến đi rừng hôm nay được 4 em. May mắn 4 em. Đang cho trái, đang cho hoa nhầm. Đấy, đang cho hoa hết, phải hoa hết không? Cái này về trồng sống là ngon. Rồi, xin chào hết mọi người nha. Chào. Anh xin dừng video ra đỡ mình đi gửi lại chỗ má anh em, đỡ mà mình về cho kịp cái chuyến xe đi, đỡ là đỡ nước nó lên. Rồi chào.